hello mọi người, lại là tôi đây. Mình rất là tăng động boomerang đấy. Chào mừng đã mọi người đã quay lại vlog của tôi. Hôm nay bối cảnh quay của tôi sẽ là một cái trường siêu siêu là đẹp. Đó, mày thấy chưa? Lớp học nè. Thảo ăn chung của ai đấy? Chị Ngọc phải càng ăn. Ờ, mẹ. Những người mà rất là tươi tỉnh trong ngày mới, năng động, chỉ có gương mặt mệt mỏi thôi. Này, tí kẹp nơ hồng này đi ấy luôn à Nhiên? Đi luôn à? Thôi anh ơi, em mất mấy hôm mà mặt em đã ấy rồi đấy. Có áo da giấy không ạ? Có, không cho ấy. Dê, mua giấy. Đấy, xuyên ra lục lọi rồi. Tí nữa lấy ở dưới kia, chị có mang giấy đâu. Đây là người mệt mỏi nhất. Ung dung ghê. Thật cho nó ngủ tí đi. Hôm qua đến 5 giờ 5 rưỡi rồi. Đây là góc gạo thổi cơm chung ấy. Con kia quay mặt lên xem là mà hôm nay xinh xắn thế nào nè. Nghe. Mồm ấy, mồm ấy, mồm ú, mồm ấy. Đôi chim gì đang tỉa tót rồi vút vót với nhau ấy. Trời ơi. Trời ơi, yêu quá, xinh đẹp quá. Chiều chị yêu Ngọc Anh mua cái chim chôm chị yêu Ngọc Anh nhá. Mua luôn. Ngọc Anh nhìn Tây nhỉ? Ngọc Anh hôm qua được anh Hoàn khen hết lời ấy. Khen gì chị? Anh Hoàn anh ấy bảo là kể mà vẽ được thêm vai nào nữa cho vẽ cảnh nào nữa cho Ngọc Anh diễn đấy. Sợ như rác. Hôm qua anh Hoàn khen thật. Hôm nay vẫn tươi ghê. 5 giờ về hôm nay vẫn tươi. Phim này là Quỳnh phản diện. Quỳnh rất là thích Hiếu. Ừ. Nên là phải mua ba lô giống Hiếu. Cái ngữ đi mua ba lô bắt trước em, xong rồi bảo em bắt trước. Đây là ba lô gì bạn này? Anh em tí có đi đâu nha. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Ba lô đôi. Đâu ba lô Hiếu đâu? Giống y hệt luôn. Không khác tí nào. Hiếu đâu mất gì kìa? Ui lên mụn luôn kìa. Thế sao thức đêm rồi mách nhiều thế mặt con em sao mà chống hơn của chị. Vừa này chị ăn đi. Vừa này cứ đi là gặp em ăn. Mua được lọ chống nắng à? Mới mua được lọ chống nắng à? Eo ơi nó phịt cho thằng Dương phát hết nửa lọ không ạ? Hai tay không đều tông nhau rồi. Bên kia đã mưa rồi. Bên kia bôi xong rồi. Bây giờ lại bôi lại thôi. Eo ơi, nó bồi luôn chat cho người yêu. Hỏi nó hỏi là cảm ơn người bảo cho anh. Kinh ấy, năm ngoái đi quay hồ tiểu thư. Đấy, được rồi đấy. Hải Phòng rồi, Hải Phòng được. Đây, chăm sóc đây. Đấy, bây giờ thì ngược lại. Khiến mày nói à? Còn ở bên này thì mọi người đang xếp máy. Để chuẩn bị cho bối cảnh trường học. Hoa tai chủ tịch ạ. Hôm nay học sinh rồi. Đẹp trai ghê. Đây mọi người đang dọn sạc các thứ. Nhìn nó có bộ tóc xuống đời. Tao. Không hết gì. Con này nó có cái bệnh này thi thoảng nó ghẻ lạnh cả thế giới. Xong thi thoảng nó lại... Đấy. Lâu lâu chị mới thấy nó như thế này. Mới thấy mà. Lâu lâu mệt thì ta tập ngầm. Mệt. Vừa đi vào rừng về à? Vừa đi vào rừng về à? Đâu cái quả này vừa mới ăn của em.
Chị thấy cái con này. Đây là đào ha. Đấy không phải cây ra đất thôi. Đây này nó còn mua quả to đùng đâu ấy ạ. Bạn bạn đã ăn à? Không. Đây là kiểu đi đầy đủ các cặp đôi đang bôi chát với nhau. Bố cam con này đẹp ghê. Đấy, bôi chát đấy. Đêm qua là Hùng đi đón Phương Anh về. Đấy, hôm nay là Phương Anh đủ sức khỏe phục vụ Hùng rồi. À, em vỗ vỗ vỗ. Ơ Nhiên này, thế từ nãy giờ buộc tóc tới buộc tóc lui cuối cùng vẫn ra tự buộc à? Đấy, kinh ngạc đấy. Quỳnh ơi, hình như là Phương Anh nó không sắp hết kem chống nắng thì sao nó bôi thằng Hùng tiết kiệm quá, mày cho nó hẳn một tí rồi đây là. Quỳnh nó vẫn còn 2 tích trong nắng trong túi chưa bóc kem. Sau khi quay xong bọn tôi được nghỉ trưa tầm 10 phút. Quỳnh đưa lên cơm. Trong nhà đứa đang ngủ. Mày để cho nó ngủ tí mày. Đây là Nhiên. Thấy mọi người gì thấy đi quay phim vất vả không? Tất cả là để cống hiến cho mọi người đó. Xinh hết. Bối cảnh lớp học. Trời ơi. Em bắt tôi có. Em có. Em có AirPod. Tôi có AirPod mà. Đây là những quần chúng. Kìa kìa. Mọi người thấy gớm không? Thế máy cẩu quay này. Hai máy cẩu nhe. Em có làm gì đây? Sao hiểu? Ơ tưởng cái cảnh của Hiếu là phải đai đeo tai nghe dây cũ nhỉ? Đeo AirPod à? Rất nghịch nhá. Con nói đi. Nó đi mở nhà có chúc từng người ngủ ngon nữa. Anh Hoàn chân anh ha cứ đập 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 đầu gối rồi nhau ấy hả anh Hoàn? Lấy nước anh quang anh cửa nha. Đấy. Về có một con lông dám bỏ. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị quay phân cảnh cô giáo Ngọc thầy giáo Quang đi giải cứu Thị Nhung. Cười nhé. Bối cảnh này trong nhà vệ sinh mọi người ạ. Đây là bối cảnh quay nha. Nhìn khói thế thôi nhưng mà lên hình thì nó sẽ như thế này nè mọi người. Tại vì thời tiết đang mưa nên là chúng tôi sẽ nghỉ quay sớm. Hôm nay được về sớm ngủ sớm rồi. Gì hôm nay được về sớm ngủ sớm rồi. Quỷ cảnh của mình thì trắng đen. Tiền đi. Em có sửa đâu, em cùng cái màu đấy thôi. Thế. Tao làm tấn nhân gì đúng không? Chị vừa sửa ảnh nó bảo bà chỉ cho tôi trắng trắng mặt ra. Chẳng
câu tiếp theo của mọi người là khám gia. Toàn cao thủ đến gia thôi. Người sao mình hiểu bắn. Trời ơi, ngầu quá nhờ. Khám gia à? Trời ơi, trời ơi. Đừng đấy. Nào mọi người sao hiểu, hiểu, hiểu bắn nào, lỗ nào. Quay lên em ơi. Làm chết bảy em. Nào. Trời ơi, không vàng. Lấy đèn lên em ơi, chuẩn như nào. Chuẩn như nào. Chuẩn kỹ thuật ơi. Em ơi. Làm đèn em ơi. 2-3-5, 1-2-3-5 nào. Nào mọi người sao hiểu bắn cơ hội cuối cùng rồi. Bắn đi mày, fan hồi hộp quá. Trời, cuối cùng cũng vào. Được rồi đấy. Nào mọi người xem hiểu bắn đi à, à trốn bắn đi à. À, trốn bắn à. Chưa đến lần đó. À, chỉ gặp Tuấn đi. Ơ nào là cái mồm nào. À đây đến lần Tuấn rồi. Đâu là bắn lỗ nào đi. Ê giời. À, ông Quang bắn à. Đít tư thế kia đấy nhá. Vừa thấy bắn quả giả quả đấy bắn làm chi. Nó bắt đầu ngầu ngầu à. Bắt đầu ngầu ngầu à. Tôi phải bắt. Nào. Thế nào thế. Ở đây là mọi người đang mix xã. À. Đây là bối cảnh quay đấy là tiếng trẻ hay quá xinh luôn. Mix. Bây giờ tay của cái mông của cái tuyến nó cao lên hoặc của cái tuyến nó cao lên phát cái tay đưa.